Hello, đồ hộ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay bên xưởng nhà em mới hoàn thiện xong được cái phần hoàn thiện cuối cùng của bộ sản phẩm là 6 chiếc ghế ăn mẫu Lữ Hoàng. Và 6 chiếc ghế ăn này thì bên cơ sở nhà em làm theo đơn đặt hàng của anh Trung ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh yêu cầu bên xưởng nhà em thì là mua mỗi 6 chiếc ghế ăn thôi, vì nhà anh có bán nguyên khối rồi và cũng như là có ghế rồi, thì vì anh muốn đổi ghế khác. Đấy, cũng đã xem video bên xưởng nhà em, thấy cái mẫu ghế này rất là đẹp, thì anh cũng đưa đến quyết định là đặt hàng bên xưởng nhà em về 6 chiếc ghế ăn này. Hôm nay hoàn thiện xong được cái phần hoàn thiện cuối cùng, bên xưởng nhà em có quay video để gửi đến cho anh, tiện thể quay video cho toàn thể quý khách hàng tham khảo và chiêm ngưỡng về mẫu sản phẩm ghế ăn này. Thì đầu tiên về phần quy cách thì bên xưởng nhà em đang quay đây cả mặt trước và cả mặt sau cho mọi người, là sản phẩm hàng đục hai mặt. Đấy, hàng là hàng đục hai mặt, còn đi vào gần hơn thì mọi người có thể chiêm ngưỡng về cái led đục cũng như độ dày dặn bên xưởng nhà em làm. Mẫu này là mẫu ghế Lữ Hoàng. Đầu tiên thì bên xưởng nhà em giới thiệu là phần chân mọi người nhá. Phần chân này thì bên xưởng nhà em làm phải là vuông 10 phân thì mới làm được một cái chân cong và đẹp và những là ra cái dáng như thế. Chân là chân vuông 10. Yếm này thì là yếm dày là 3 phân và mặt tràn thì cũng được bên xưởng nhà em làm là mặt tràn liền tấm dày 3 phân. Đấy, mặt rộng 50 và sâu 45 phân. Mặt tràn liền nguyên tấm mọi người nhá. Mặt tràn liền nguyên tấm dày là 3 phân, cực kỳ là giá trị. Đấy, tất cả mọi người nhá. Đấy, tất cả các phần mặt bên xưởng nhà em đều làm dày là 3 phân. Đó mọi người xem. Đấy. Mọi người nhìn, thực tế tất cả mặt đều dày 3 phân mọi người nhá. Đấy. Đây. Đấy. Mặt dày 3 phân và tiếp theo đều đến phần tựa. Tựa lưng này thì anh yêu cầu thì không có gì cao. Tựa lưng thì là sẽ là ghép 3 miếng và dày là 5 phân. Đấy. Tựa lưng này thì là vách liền tấm. Vách có nghĩa là vách tựa lưng là liền nhưng mà nó là ghép 3. Đấy, ghép 3 miếng vào. Đấy. Còn nó là đặc chứ không phải là hàng long khung như những cái sản phẩm bên xưởng nhà em đã giới thiệu trước đây. Đấy. Long khung thì bình thường nếu mà chỗ này là trương, chỗ này là vai, hai bên là vai, ở giữa là vách ván thì nó là những cái ván mà hàng long khung, còn đây là ván tựa lưng là liền nhưng mà nó là ghép 3 miếng mọi người nhá. Và dày của nó là 5 phân, độ dày 5 phân. Đấy, độ dày của nó là 5 phân và sản phẩm thì hàng đục là hai mặt. Hàng đục hai mặt, hai mặt là hai mặt như nhau luôn mọi người nhá. Đấy, hai mặt là như nhau luôn, đục y như nhau luôn. Đấy, và sản phẩm thì bên xưởng nhà em hoàn thiện BU một cánh dán, gọi là một cánh dán nhạt cũng như là được đục tỉa rất là sắc nét về đường chiết nét chi tiết cũng như là những cái hoa văn. Đấy. Chân này thì là chân 10 mọi người nhá, chân trước chân sau đều vậy. Yếm là yếm 3. Đấy. Ở đây thì có 6 chiếc ghế. 6 chiếc ghế nhá, cực kỳ đẹp, gỗ đỏ, một cánh dán nhạt. Đấy. Gỗ đỏ, một cánh dán nhạt, cực kỳ đẹp mọi người nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người mà quan tâm đến mẫu ghế ăn này hay là những một số mẫu ghế ăn hay là bàn ghế ăn khác thì còn liên hệ trực tiếp với xưởng nhé em qua số điện thoại trên màn hình đây là 0963 245 123. Địa chỉ xưởng ở làng Nghề Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người ở gần có thể bớt chút thời gian để qua xưởng xem hàng thực tế, mắt thấy tay sờ. Và video này thì bên xưởng nhà em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.